Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hòn đá hình miếng thịt kho tàu. Hòn đá này hiện được trưng bày tại Cố Cung Đài Bắc ở Đài Loan. Miếng thịt kho tàu này là một hòn đá hoàn toàn tự nhiên, màu sắc và kết cấu hoàn toàn do tự nhiên tạo thành, nhìn giống hệt một miếng thịt kho tàu đích thực. Có thể nhìn thấy rõ lớp kết cấu mỡ, nạc và cả lỗ chân lông hiển thị rõ ở hòn đá này. Hiện tại, hòn đá thịt kho tàu này cùng với viên ngọc cải bắp và chiếc đỉnh Mao Công bằng đồng thau xuất hiện thời Tây Chu, đang được coi là trứng quan tam bảo của Cố Cung Đài Bắc. Đá Tuế Nguyệt trị giá 99,6 triệu nhân dân tệ, tương đương 338 tỷ đồng Việt Nam. Hòn đá kỳ lạ này có kích thước bằng nắm tay người trưởng thành với hình thù giống gương mặt một bà cụ phương Tây. Từng nếp nhăn trên mũi, khóe miệng và trán cho đến những lọn tóc đều hết sức chân thật. Hòn đá này được phát hiện trong khu vực núi lửa phun trào cách ngày nay 200 triệu năm. Bao thăng trầm của thời gian đã tạo nên loại đá mã não hình gương mặt cùng ngũ quan màu đen thuộc tuyệt. Hòn đá có tên Tuế Nguyệt, tức là năm tháng, được giới chuyên gia nhận định là kiệt tác thiên nhiên thế giới và quốc bảo có 102 của Trung Quốc. Đá mã não, trứng gà nở, trị giá 130 triệu nhân dân tệ, tương đương 441 tỷ đồng Việt Nam. Hình dạng hòn đá như một quả trứng gà bị nứt với chú gà con cùng lớp lông vàng đang ngoi đầu ra. Trong hòn đá có vẻ vô cùng mềm mại và sống động đến kỳ lạ. Đá Trung Hoa Thần Ân. Hòn đá này thuộc loại ngọc hoàng long quý giá từ ngôi chùa Tử Kim Nam Mẫu ở Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là hòn đá kỳ lạ từ tự nhiên mà ra, có dáng hình của một con chim ưng với chiếc mỏ khoằm, cặp mắt sắc lạnh lùng cùng những đường nét hoàn hảo tuyệt mỹ. Đặc biệt, màu vàng của loại ngọc càng thể hiện độ quý giá và gần gũi với một con chim ưng ngoài đời. Đá Bản Đồ Trung Quốc trị giá 96 triệu nhân dân tệ, tương đương 325 triệu đồng Việt Nam. Hòn đá mã não hình những quả nho xếp thành bản đồ Trung Quốc. Hòn đá quý này có hai màu sắc tím và trắng vô cùng đẹp mắt. Đá Nhân Tri Sơ. Hòn đá kỳ lạ này có chiều cao 15cm, rộng 13cm và có độ dày là 8cm. Xung quanh có hoa văn trắng và đen kết hợp, ở giữa là hình ảnh một thai nhi vô cùng sống động, bao gồm mắt đã phát triển rõ ràng, trong khi các cơ quan khác cùng chân tay vẫn chưa rõ ràng. Cả khối đá trông giống như bào thai đang ngủ say trong bụng mẹ. Cá Huyết Đảm Kim Liên trị giá 165 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 464 tỷ đồng. Hòn đá có hình một chú cá và được đặt tên là cá mè vàng gan đỏ, vô cùng giống một chú cá thật. Đá Tộc Hồn. Tại một triển lãm đá quý lần thứ tư ở Bắc Kinh hồi tháng 10 năm 2008, người tham quan được chứng kiến viên đá mã não Gobi có tên Tộc Hồn, có hình dạng y chang một thiếu nữ tộc người thiểu số. Đá Nữ Anh Hùng. Hòn đá này là đá pha lê tự nhiên, có kích thước 46 x 37 x 17mm do những khối màu vàng bên trong kết thành hình một người phụ nữ hoàn hảo với ngũ quan rõ ràng, tư thế oai phong giống y hệt người thật. Đá Vượng Tuyết. Hòn đá quý này từ loại đá Vũ Hoa ở Nam Kinh, có bố cục hợp lý và đồng đều, đặc biệt giữa màu đen và trắng được thể hiện rõ nét. Mặc dù bề mặt có vết nứt, nhưng về cơ bản đây là một tác phẩm tự nhiên vô cùng hiếm có. Tuyết cuộn thành hình ống là hiện tượng tự nhiên hiếm thấy. Chúng chỉ xảy ra khi có sự kết hợp hài hòa giữa các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, địa hình và tuyết. Các cuộn tuyết hình thành trên vùng đất trống, nghiêng, bề mặt được bao phủ bởi một lớp băng nhẵn hoặc lớp tuyết cứng. Tuyết sẽ rơi xuống, chất đóng trên mặt đất. Các đợt gió thổi mạnh sẽ tóc chúng lên thành cuộn tròn.
Khi những cuộn tuyết này đủ nặng, khiến gió không thổi được hoặc gặp vật cản thì chúng sẽ dừng lại, tạo thành một cánh đồng ống bê tông tuyết. Tuy nhiên, cánh đồng này sẽ không giữ được lâu bởi chỉ một sự tăng nhiệt độ nhỏ cũng khiến chúng sụp vỡ. Cột sáng. Cột sáng là hiện tượng chỉ xảy ra khi nhiệt độ giảm xuống cực thấp, thường là tại những nơi thuộc vùng cực bắc của trái đất. Trong điều kiện giá lạnh đó, ở gần mặt đất sẽ xuất hiện những giọt tinh thể băng sương siêu nhỏ. Ánh sáng từ đèn đường hay những ngôi nhà khi chiếu lên sẽ bị dội ngược xuống, tạo thành những cột sáng. Tùy vào màu sắc của nguồn sáng mà những cột sáng này sẽ có màu sắc sặc sỡ hay không. Hiện tượng đá băng. Vào tháng 2 năm 2013, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra tại hồ Michigan ở Mỹ, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đó là việc hàng trăm viên đá tuyết nặng tới hơn 20 kg, mỗi viên xuất hiện dày đặc dọc bờ hồ. Được biết, nguyên nhân của hiện tượng này là do khi nhiệt độ giảm xuống ở mức nhất định, tại gần bờ hồ sẽ xuất hiện những tinh thể bằng băng rất nhỏ. Dần dần, nhờ những con sóng, chúng được bồi thêm nhiều lớp và từ đó tạo nên một biển những quả bóng băng trên mặt nước. Hiện tượng mặt trời giả. Hiện tượng mặt trời giả, còn gọi là hiện tượng ba mặt trời, xuất hiện khi ánh sáng mặt trời trên cao đi qua các tinh thể băng trong không khí. Ngoài mặt trời thật ở vị trí trung tâm, người quan sát còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở hai bên. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ thấp hơn âm 30 độ C, không khí có nhiều hơi nước và các tinh thể băng. Quần tinh thể được nhìn thấy khi mặt trời ở gần đường chân trời, trên cùng mặt phẳng theo phương ngang của người quan sát và các tinh thể băng. Khi ánh sáng xuyên qua tinh thể băng, nó bị bẻ cong một góc khoảng 22 độ trước khi phản chiếu đến mắt. Sóng biển đóng băng. Vào tháng 2 năm 2015, khi vùng đông bắc nước Mỹ trở nên lạnh bất thường, trên bãi biển thuộc đảo Nantucket ở Mỹ đã xảy ra một hiện tượng kỳ thú khi những con sóng cao 0,5 đến 1 mét đóng băng bất động trên mặt nước. Thông thường, các cơn sóng đều tập trung đổ vào các bãi biển của thành phố, nhưng vì nhiệt độ lạnh kỷ lục, thủy triều dường như đã bị đông lạnh, một phần do lượng băng quá nhiều. Nước biển đuổi theo các con sóng trước, nhiệt độ làm phần thân con sóng đóng băng, phía ngọn sóng vẫn tan thành bọt nước. Hiện tượng bánh tuyết cũng xảy ra ở hồ Michigan với cùng cơ chế bồi tụ. Tuy nhiên, hiện tượng bánh tuyết chỉ xuất hiện khi tinh thể tuyết trong nước nằm ở cách xa bờ. Lúc này sẽ không còn những con sóng lăn chúng thành hình cầu nữa, thay vào đó chúng sẽ nổi dập dềnh và bồi tụ, tạo thành những phiến mỏng dẹt như hình bánh tuyết. Đàn cá đóng tuyết. Năm 2014, một hiện tượng lạ đã xảy ra ở Na Uy, khi hàng nghìn con cá bị đóng băng dưới mặt biển trong thời tiết chỉ ở mức âm 8 độ C. Thông thường, những loài cá và sinh vật biển khác vẫn sống khỏe và bơi tung tăng dưới lớp băng trên bề mặt. Thậm chí, một số loài cá ở vùng cực còn có khả năng sản xuất ra chất chống đông nhằm giúp cơ thể luôn linh hoạt. Tuy nhiên, loài cá tuyết ở đây lại gặp phải trường hợp trớ trêu khi vào ngày hôm đó, chúng bơi theo đàn vào bờ để tránh những con chim cóc săn mồi. Do thủy triều đang dần xuống, nhiệt độ ngày càng giảm nên chúng bị mắc kẹt tại đây và trở thành đàn cá đông lạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!